Trong trường quay chương trình Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo, 5 người đàn ông cùng nhau tranh tài và thể hiện trước sự chứng kiến của 403 phụ nữ xinh đẹp. Ai sẽ là Mr. Perfect Quý Ông Hoàn Hảo Việt Nam 2019? Và bây giờ, hãy cùng chào đón người dẫn chương trình của chúng ta. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Quý Ông Hoàn Hảo Mr. Perfect. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunrise Media thực hiện. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 22 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình nhận được sự tài trợ của nhãn hàng thuốc bổ gan Boganic nhuận gan tăng cường giải độc của Trafaco và nhãn hàng bộ đôi ngừa mụn được nhập khẩu trực tiếp từ Ý, Vernicer Acne, mụn rời xa, da láng mịn của Sâm Phật Ma. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón ba vị giám khảo rất là xinh đẹp. Đó là diễn viên Tuyên Mập, và một cô gái rất xinh đẹp, hoa hậu doanh nhân, diễn viên Thi Thanh Vân. Và cô gái rất xinh đẹp, hoa hậu Lâm Hải Vy. Vì giám khảo chúng ta ngày hôm nay là mỗi người một màu sắc, dịu dàng, nữ tính cũng có, đầy tâm lý cũng có. Chính vì vậy mà ba vị giám khảo chúng ta mỗi người sẽ có một cách nhìn về năm chàng trai sau đây. Và đầu tiên xin được giới thiệu ca sĩ Duy Khoa. Mình tên là Duy Khoa, năm nay 27 tuổi, và công việc hiện tại của mình là ca hát và kinh doanh tại nhà. Khoa thích ca hát từ khi còn rất là nhỏ. Khi mà đi hát thì đôi lúc mình gặp những người hâm mộ và những yêu mến mình, và họ tặng cho mình những món quà rất là xúc động. Khoa nghĩ là mình có một cái sự hòa đồng và vui vẻ, và bên cạnh đó là có một giọng hát và nụ cười, thì mong là mọi người sẽ yêu mến và sẽ ủng hộ cho Khoa. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì tôi là một người có phương châm sống luôn cầu tiến, luôn chiến thắng bản thân để đạt được nhiều thành công hơn. Lời đầu tiên em xin chào đến ba vị giám khảo, anh MC và tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Khoa nói là Khoa kinh doanh tại nhà, vậy là Khoa kinh doanh mặt hàng gì? Khoa kinh doanh về mặt hàng thức ăn vặt, thời trang nam và mỹ phẩm. Thức ăn vặt, mỹ phẩm là chiếm được lòng của rất nhiều khán giả nữ rồi đó. Bạn có được điểm cộng rồi đó. Và bên cạnh đó thì bạn còn có một giọng ca rất là hay nữa. Vậy thì bây giờ bạn sẽ thể hiện một chút xíu tài nghệ đó của mình đi, được không? Sau đây Khoa sẽ hát một ca khúc được mang tên Ánh Nắng Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến nơi chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Chúng ta sẽ cùng chào đón chàng trai tiếp hai, đó chính là Nhật Trường. Tôi tên là Nhật Trường, hiện tôi đang là phát thanh viên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc đầu tôi được học để trở thành một phóng viên, nhưng mà vì đam mê sân khấu cũng như là muốn truyền lửa đến cho tất cả mọi người, cho nên tôi đã chọn nghề dẫn chương trình để theo đuổi. Và bây giờ thì tôi đang thực hiện ước mơ của mình. Phương châm sống của tôi tới tận bây giờ là tôi vẫn áp dụng, đó chính là nói thẳng và nói thật. Tôi là Quý Ông Hoàn Hảo bởi vì chúng ta đang tìm Quý Ông Hoàn Hảo. Và tiếp theo chúng ta cùng chào đón diễn viên Phú Toàn. Tôi tên là Nguyễn Phú Toàn, hiện tại tôi đang là một diễn viên tự do. Mình thích được đóng những vai diễn có chiều sâu về nội tâm. Mẫu phụ nữ tôi thích là một người thông minh, nhanh nhẹn và biết quan tâm cho mọi người xung quanh. Tôi sẽ cố gắng sử dụng tất cả những cái khả năng của bản thân để chinh phục ba vị giám khảo. Tôi là một Quý Ông Hoàn Hảo, bây giờ tôi biết phấn đấu và cố gắng cho bản thân mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một chàng tư vấn viên, Sasan. Tôi tên là Sasan,
Hiện tại tôi đang công tác tại công ty Phan Đại Phát thương hiệu Kayuko của Nhật Bản. Hiện tại thì mình đang theo con đường ca hát tại sân khấu mini của diễn viên Hòa Hiệp. Sắp tới tôi có những người thi chung với tôi tự tin sẽ chiến thắng được họ vì tôi luôn có một trái tim trung thực và một giọng hát ngọt ngào. Tôi là quý ông hoàn hảo vì tôi có mục đích sống và tôi thể hiện được ước mơ đó. Sasan là một cái tên rất là lạ. Em tên Sasan bởi vì cha em là người Campuchia mà em là người Việt. Vậy thì chắc có lẽ là bạn sẽ gửi lời chào tới quý vị khán giả bằng tiếng Campuchia. Bạn sầm đầy mình một phát nhóm xuân trên đất nẹt cam cá. Tăng ốc nia bẹt sầm đầy đất sầm lạch bầm phát. Dịch luôn, có nghĩa là ngày hôm nay tới đây thì Sasan cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được tham dự trong chương trình ngày hôm nay và mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả quý vị, đặc biệt là ba vị giám khảo, đúng không Sasan? Yeah. Và chàng trai cuối cùng trong chương trình hôm nay đó là Hoàng Lương. Lương năm nay mình 33 tuổi, mình là sinh viên sân khấu kịch Hồng Vân. Mỗi một cái lứa tuổi thì nó có điều có ưu thế riêng. Thì như các bạn trẻ thì các bạn có được sức trẻ, còn mình thì vẫn có những thứ mà những bạn trẻ không có, đó chính là kinh nghiệm sống. Đó là điều rất quan trọng đối với người diễn viên. So với bốn bạn cùng chơi thì mình nghĩ mình không đẹp trai nhất, mình là người rất độc và lạ. Tôi là quý ông hoàn hảo bởi vì tôi dám làm và thực hiện những điều mà người khác nghĩ tôi không làm được. Và lát nữa đây, năm chàng trai này cùng đến với vòng 1 với tên gọi đó là Thử thách Nam tính. Đến với thử thách nam tính với phần thi là bịt mắt nhảy dây thì năm quý ông chúng ta sẽ bị bịt mắt nhảy dây và các bạn lắng nghe tôi đọc 10 câu hỏi cho mỗi người. Mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ ghi được 1 điểm. Và xin mời ba vị giám khảo dời gót ngọc lên đây để cùng với thí sinh của chúng tôi tham gia phần thi bịt mắt nhảy dây. Rồi bắt đầu. Thủ đô của nước Việt Nam là gì? Đó kìa. Mà vừa nhảy mà vừa trả lời câu hỏi cảm giác nó như thế nào ạ? Khi mà vừa nhảy mình tập trung vô cái cơ thể của mình nè, hơi thở, nhịp thở rồi cái sức của mình nữa, nên là đâm ra là lúc đó mình sẽ rất là dễ bị phân tán và mình mất tập trung. Và để trả lời câu hỏi nữa thực sự là rất là khó, không đơn giản. Với cái sự nhạy cảm của những người phụ nữ từng trải thì ban giám khảo đoán xem trong năm chàng trai này ai sẽ là người chiến thắng ở vòng thi thứ nhất. Nhìn thì không thấy được đâu, nhưng mà bây giờ có thể thị phạm cái, mỗi người nhảy lên cái nhìn thử coi như thế nào. Nhảy 5 cái nha, 5 cái nha. 1, 2, 3, bắt đầu. 8 x 8 bao nhiêu? 64. 8 x 5? 40. Con chịch có mấy chân? Rồi, được rồi. Thưa quý vị, bây giờ ban giám khảo của chúng ta sẽ bước đến cạnh người mà mình nghĩ rằng là sẽ là người chiến thắng đó. Dạ, xin mời. Giám khảo chúng ta mỗi người đã dự đoán một chàng trai chiến thắng trong vòng 1 này. Và nếu như chàng trai đó không phải là người chiến thắng thì ba vị giám khảo chúng ta mỗi người đoán sai sẽ nhận được một phần thưởng, đó là một nụ cưỡng hôn của thí sinh dành cho giám khảo. Coi chân lên. Đúng rồi. Nhớ nha, nhớ phải coi chân cao lên nha. Bạn phải nhảy rất là cao nha. Yeah. Nhớ cao lên nha. Rồi, bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Đọc tay chung ký, nhị độ đệ của đường tăng tên gì? Chu Bất Giới. Đúng rồi. Bắt đầu các bạn sẽ có độc lập trong ngày bao nhiêu? 29. Rồi, con gì độc thì sống, không độc chết. Trời ơi, sao nhảy vô cho tôi luôn rồi. Dây, cố gắng lên, con gì. Qua luôn, đứng lúc này, chim nào là lớn nhất hôm nay? Tài liệu. Thôi, đúng rồi, hãy hát theo câu hát. Thôi dạy em bài sinh dục buổi sáng. 1, 2, 3, hết sáng. Cứ nhảy lùi vô trong hậu trường không vậy Khoa? Trời, hai cái bạn mà quay dây cho Khoa là người ta đi theo Khoa mệt mỏi luôn.
đó. Lát nó dẫn hai anh nó đi ăn. Đúng rồi. Bạn không vấp như nào hết, không vấp một lần nào luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Người ta nhảy quá giỏi luôn. Kết quả của bạn đó là bạn đoán đúng được 5 câu hỏi trên 10 câu hỏi. Chúc mừng. Hai bạn quăng dây, nhớ là đi theo cái nhịp của Trường nha, cố gắng hỗ trợ cho bạn. Còn Trường, nhảy cao lên, bay cao lên nha. Dạ. Bắt đầu nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hồ Gươm là tên gọi khác của hồ nào ở Hà Nội? Hồ Hoàn Kiếm. Đúng rồi. Trong chuyện của bé Lao Đen, bà Tiên đã biến ra xe ngựa của Lao Đen từ bậc gì? Cái bí đỏ. Đó. Câu nói học học của bãi của ai? Cô bác Hồ. Cô bác Hồ, giáo viên trong tiếng Anh đọc là gì? Teacher. Đúng rồi. Điền tiếp học tục này đi một ngày đàn. Học môi sản khô. Nguyên tố khoa học. Đứng nhảy lên đi. Đừng đừng. Chạy ra đây đi, chạy ra đây đi. Rồi rồi rồi. Trường ơi, nói ngay nè. Em nhảy vô từ nãy giờ là dấp dây mấy lần. Hai cái người mà phụ em mà ta quay đó. Rồi ta theo cái nhịp của em, ta đuối, ta xỉu trong đó được kìa. Bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Nhưng mà cho em xin phép cởi giày ra để nhảy được không ạ? Cởi giày ra để cho khỏi đụng dây đúng không? Dạ. Đó nha, bắt đầu làm lại nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Cao chân lên. Cao chân lên. Nguyên tố hóa học nào ký hiệu là CO? Đồng. Rồi. 30 chia 2 và cộng thêm 10 bằng bao nhiêu? 25. 25. Rồi, Nhật Bản có bao nhiêu ngôi sao? 3. 3. 3. Rồi, nhân vật lịch sử nào có nổi tiếng với hành động là bóp nát quả cam? Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản. Cao lên. Cao lên. Cao. Cao lên. Cao. Rồi, hết giờ. Lần này là nhảy hiệu quả nè. Lần này nhảy không vướng dây nè. Cái cảm giác mà khi mà mình vướng dây với lại lúc mình không vướng dây thì cảm giác nó làm sao? Dạ, em thấy nó như nhau. Cho nên anh đâu có biết. Em không biết cái nào em chướng mà. Khi mà bắt đầu bạn trả lời tới câu hỏi cuối cùng rồi đó, và bạn không bị dứt một cái dây nào ở lần thứ hai nè. Dạ. Cảm nhận của bạn sao? Đã. Đã luôn không? Dạ. Kết quả của bạn đó là 7/10. Chúc mừng bạn. Quốc Toàn, bây giờ bạn sẽ có 10 giây trải nghiệm. Bạn nhảy cao lên, cao hết mức của bạn như thế nào? Nhảy gót chạm mông. Đúng rồi, xuất sắc. Lát nhảy giống vậy nha không? Mà vậy em thấy giống nữ quá. Em thấy giống nữ quá. Kệ, miễn sao mình thắng được rồi. Lát nữa em bịt mắt còn khó khăn hơn nữa. Cố gắng lên. Nhiều lúc ở trong nam có nữ, trong nữ có nam, không sao hết nha. Xin mời bịt mắt à. Sẵn sàng rồi đúng không? 3, 2, 1, bắt đầu. Trong chuyện Alibaba, Alibaba đã đọc câu thần chú nào để mở cửa hang của 40 Trung Quốc? Vâng ơi, mở ra. Chính xác. Nước mắt của con gì là giải lý nhất? Cá sấu. Chính xác. Quê hương của tôi đó là gì? Hà Lan. Chính xác. Mã điện thoại quốc gia của Việt Nam là gì? Bỏ qua. 84. Cá mập và chó con nào mùa màu? Cá mập. Sai. Cả hai. Trong chuyện Ngàn Bạch Tuyết, Bạch Tuyết ở với mấy chú lùn? 7. 7. Đúng chính xác. Cha đẻ ca khúc Gangnam Style đình đám một thời của người nước nào? Hàn Quốc. Đúng chính xác. Môn gì càng thắng thì càng thua? Cờ. Sai. Đua xe. Rồi. Cái gì anh? Từ nãy giờ em đâu có nhảy đâu. Có mà. Có mà. Rồi giờ thôi được rồi. Trời luôn. Bây giờ em nhảy trong đây không anh? Ừ, nhảy là vô trong đây luôn. Kiểu sao cũng rất là chúc mừng bạn đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Kết quả của Phú Toàn đó là 4/10. Chúc mừng bạn. Và bây giờ, Tatan, bạn như là một người chiến sĩ. Bạn phải dũng cảm, nhớ kỹ thuật, kỹ năng, kiến thức của mình mấy lâu nay đem ra sử dụng hết. Bắt đầu nha. Yeah. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong lịch sử quân đội nhà Trần đã bao nhiêu lần đánh bại quân Nguyên Mông? 5 lần. Sai. Oh my god. Trời ơi.
Còn hai câu nữa là bạn hoàn thành câu hỏi. Bạn càng nhảy là cái chân của bạn càng ngày càng không rời khỏi mặt đất luôn. Lúc đó là căng thẳng vì tập trung lắng nghe hay là căng thẳng vì sợ dấp dây? Căng thẳng vì mệt. Căng thẳng vì mệt. Căng thẳng vì mệt nha. Rồi ở câu trả lời có vẻ thông thoát nhưng vô cùng chính xác. Vậy là bạn đã trả lời được một câu hỏi trong 10 câu hỏi. Chúc mừng cái thành tựu nho nhỏ của bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chàng trai cuối cùng trong chương trình hôm nay, Hoàng Lương. Hoàng Lương thân mến, về kỹ thuật tôi hoàn toàn yên tâm về bạn. Tuy nhiên, khả năng tập trung vào câu hỏi thì bạn cần tập trung hơn. Khi mà bịt mắt thì mình cần phải cao hơn, mình làm hơn cái mức bình thường nữa. Được chưa? Rồi, ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Hát câu tiếp theo của câu hát sau. Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ. Cha em khen là em quá ngoan, mẹ âu yếm trên đôi má em. Chính xác. Xe đạp tiếng Anh là gì? Sai khổ. Sai. Đi sai khổ. Trong giai thoại về chú cụ, chú cụ đã bay lên cung trăng cùng với cây gì? Cây đa. Chính xác. Cái gì phụ nữ thường dài mà đàn ông thì rất ngắn? Tài chữ A. Người ta thường có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chính xác. Quách Tĩnh là nhân vật chính của bộ phim nào? Thằng Điêu Đại Hiệp. Sai. Anh Hùng Thời Điêu. Trong truyện Cây Tre Trong Đốt, anh Khoai đã nói câu gì để các đốt tre dính vào nhau? Khắc nhập. Khắc nhập. Chính xác. Con mèo nào ơi? Rồi luôn. Tiếc quá. Được rồi, câu cuối cùng nữa thôi. Bạn có cảm nhận được là cái chân mình nó tiếp đất một cách an toàn không? Rồi dây có chạm vào chân mình không? Không, hình như lúc nãy mình nhảy thì dây nó không có dính chân. Dây nó không có dính chân. Xuất sắc luôn đó. Tại vì do bạn có kỹ thuật á, nên bạn không hề chạm vào dây luôn. Và kết quả của bạn đó là bạn đã trả lời đúng 6 câu hỏi trong 10 câu hỏi. Chúc mừng bạn. Như vậy là năm chàng trai chúng ta đã trải qua vòng một vô cùng xuất sắc. Các bạn đã thể hiện được là thể lực, sức khỏe và trí tuệ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại số điểm của từng chương trình. Duy Khoa 5/10, Nhật Trường 7/10, Phú Toàn 4/10, Sa San 1/10, Hoàng Lương 6/10. Như vậy người chiến thắng là Nhật Trường 7/10. Chúc mừng. Các vị giám khảo chúng ta sẽ nhận xét như thế nào về phần dự thi vừa rồi của các bạn thí sinh ạ? Xin mời Hải Vi. Vi muốn nhận xét hai bạn đầu tiên. Bạn thứ nhất là bạn Phú Toàn. Phú Toàn ơi, thể lực của em hơi kém nha. Cố gắng chơi những môn thể thao tăng cường cái sự dẻo dai của cơ thể, giống như là mình có thể là chạy bộ. Kế tiếp, bạn thứ hai là Sansa. Đối với chị thì Sansa rất là dễ thương, nhưng mà có thể em là Việt Kiều, như vậy thì em sẽ không am hiểu được cái văn hóa cũng như là lịch sử của Việt Nam của mình. Hoàng Lương, Di Khoa và Nhật Trường, ba bạn đều thể hiện tốt cái phần thi của mình. Nói tóm lại là trong phần thi này thì năm bạn, bạn nào cũng thể hiện mình là một người đàn ông rất là mạnh mẽ và nam tính. Tại vì sao? Cái này là sở trường của nữ, không phải của nam. Mà làm vậy là quá tốt rồi. Ok. Tiền Mập thì có cái ý nghĩ hơi trái ngược lại với lại Hải Vi. Đó là nhảy dây không hẳn là thế mạnh của phụ nữ đâu. Phụ nữ còn rất nhiều phụ kiện trên người. Khi nhảy nó tưng dữ lắm. Khi nhảy nó tưng dữ lắm. Đó không phải là lợi thế của phụ nữ mà đó là lợi thế của phái nam. Tiền đặt niềm tin ở bạn Nhật Trường không sai tí nào. Một chàng trai có thân hình hơi nhỏ nhắn một chút, nhưng mà bên trong đầy nội lực. Không phải vậy mà mấy bạn trai kia mà Tuyền không gửi lời khen ngợi. Mỗi người đều có một cái điểm mạnh riêng và một cái thế nhảy rất là đẹp riêng. Vậy thì theo chị ai là người có thế nhảy đẹp nhất ạ? Thế nhảy đẹp nhất là cái thế nhảy của bạn Phú Toàn. Bạn nhảy mà bạn bị cái lực hút trái đất hết cái chân xuống luôn. Không có nhấc. Không dở là được đúng không? Đúng rồi. Nhảy vậy nè. Nhảy cái kiểu mà có ảnh hưởng bởi lực hút trái đất á. Rất là dễ thương. Và phần gì? MC ác lắm mọi người. Bắt con người ta nhảy co cái giò lên. Nhưng mà nhảy thì phải nhảy cao chứ. Chứ nếu mà không nhảy nhảy thì sao được đâu nè. Với lại đâu có phải là có phụ kiện như phụ nữ đâu có sợ tưng này nọ gì đâu. Nhảy là nhảy thôi. Có một số phụ kiện như nó nhỏ thôi. Có một số phụ kiện như nó nhỏ thôi. Nhưng mà Tuyền hiểu là các bạn rất là đuối, rất là mệt. Và cảm ơn các bạn đã mang lại cái phần thi rất là dễ thương. Hai bạn, đó là bạn Sang Sang và Phú Toàn. Các bạn lúc đầu thì rất là khỏe, nhưng sau đó thì các bạn sẽ bị mệt, nên các bạn trả lời không được tốt. Nhân vật của chị, Duy Khoa, em là người đầu tiên, nên là em có những cái áp lực của người đi đầu, chị chấp nhận được. Dù sao đi chăng nữa thì con số 5/10 nó cũng không phải là một con số quá thấp. Chị biết là chị đã sai, sẵn sàng lên nhận tội. Wow, xin mời Vi Thanh Vân.
Đây là cơ hội đầu tiên, cơ hội duy nhất em được quyền cưỡng hôn chị trên sân khấu. Chị vốn dĩ là một người phụ nữ cực kỳ khó tính và cực kỳ kén chọn. Nhưng bởi vì chương trình, chị sẽ hy sinh thân mình. Mừng đi! Mừng đi! Thì chúng ta sẽ cùng xem là Hoa hậu Lâm Hải Vi sẽ đưa cái địa điểm hôn nào để cho thí sinh của mình có thể chạm vào, cảm nhận. Xin mời sự dũng cảm của giám khảo Lâm Hải Vi. Mình dũng cảm lên nha Vi nha. Mình dũng cảm lên, đúng rồi. Mình đâu có sợ. Rồi xin mời. Cương ơi, Vi đặt hết niềm tin ở Cương. Cương đừng làm Vi sợ nha Cương. Và bây giờ là giây phút dành cho những vị khán giả trong trường quay bình chọn. Bắt đầu. Thưa quý vị, ở vòng thử thách nam tính sẽ có hai thí sinh bị loại dựa trên kết quả bình chọn của 400 cô gái tại trường quay. Đầu tiên, Duy Khoa, bạn cảm nhận là với nụ cười đó của bạn, với thần thái đó của bạn, liệu là bạn có rơi vào là một trong hai thí sinh nguy hiểm bị dội nước hay không? Dạ, cái đó thì em cũng chưa biết, nhưng mà bây giờ em với tâm trí là thoải mái. Hồi nãy nhảy mệt quá, bây giờ dội cho mát cũng được. Và kết quả dành cho Duy Khoa. Chàng trai của chúng ta có nụ cười tỏa nắng, rất nhiều tài lẻ, với một ngoại hình vô cùng bảnh bao. Và kết quả cuối cùng đó là 3, 2, 1. Chúc mừng Duy Khoa. Và chàng trai thứ hai, Nhật Trường, cảm nhận của bạn khi mà bạn trở thành người cao điểm nhất của phần dự thi vừa rồi như thế nào? Mình đã không phụ lòng mà chị Tuyền Mập đã gửi cho mình, cho nên mình rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu nó có đổ xuống thì mình cũng sẵn sàng, mình hứng chịu. Kết quả dành cho Nhật Trường đó là một chàng trai rất nội lực, dũng cảm, biết linh hoạt, thích ứng với từng hoàn cảnh. Kết quả dành cho Nhật Trường 3, 2, 1. Chúc mừng Nhật Trường. Tiếp theo đó là Phú Toàn. Bây giờ bạn có run không? Có lo không? Dạ, chắc lo nhiều hơn. Nếu như lát nữa đây nước đó đổ ào xuống người mình thì mình cảm nhận sao? Dạ, chắc là không sao đâu, mát thôi à. Nhưng mà em mong là mình sẽ có cơ hội để được đi tiếp. Còn Sa San, đến với cuộc thi này em không quan trọng thắng thua, quan trọng là em gặp anh chị nghệ sĩ, đặc biệt là ba giám khảo, là em mừng rồi. Bây giờ nếu mà nước dội xuống thì cảm nhận của em sao? Em có tiếc không? Dạ không, tại vì em đã được đứng trên sân khấu này thì không bao giờ tiếc. Ở chàng trai cuối cùng, Hoàng Lương. Cho dù kết quả như thế nào thì mình vẫn sẵn sàng, mình đón nhận nó. Thì trong cuộc sống mình nghĩ đôi lúc mình phải thất bại, và từ đó mình mới có được con đường để đi đến thành công. Ba chàng trai chúng ta tâm thế rất là sẵn sàng, họ không hề sợ bất cứ điều gì. Và ai trong số ba chàng trai này sẽ phải chia tay với cuộc chơi tại đây? Xin mời kết quả. Vũ Toàn, Sa San hay Hoàng Lương sẽ phải ra về. Kết quả cuối cùng đó là Sa San và Hoàng Lương. Rất tiếc phải chia tay với hai bạn. Như vậy là ba thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng 2, đó là Duy Khoa, Nhật Trường và Phú Toàn. Thưa quý vị, vòng 2 với tên gọi Thử thách đời thường. Với phần thử thách đời thường này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên, Duy Khoa. Duy Khoa thân mến, trong tình huống này, ngày hôm nay là ngày đám giỗ của ba bạn và bạn cùng với mẹ của bạn để về cúng giỗ cho ba bạn. Tuy nhiên, ba của bạn có một người vợ là vợ danh chính ngôn thuận á,
và người đó không phải là mẹ của bạn. Sau đó thì ba bạn gặp mẹ của bạn và có bạn ra đời. Bạn không được thừa nhận trong gia đình này, mẹ của bạn cũng vậy. Bây giờ sẽ là cách mà bạn giải quyết tình huống như thế nào. Và tình huống dành cho Duy Khoa bắt đầu. Con trai nè. Dạ mẹ. Bữa nay á, mẹ dắt con tới đây á để cúng dỗ cho ba con. Con phụ mẹ sắp xếp ra để cúng cho ba con nha. Dạ mẹ. Cái gì đây? Hả? Dạ em chào thầy. Hai người đến nhà tôi, tại sao không xin phép tôi à? Dạ anh ơi, hôm nay là nghe dỗ ba. Thì hôm nay em muốn... Dỗ ba? Ở cái nhà này ai là ba của mày? Hả? Anh ơi, anh đừng có lớn tiếng vậy. Em với mẹ em trước giờ cũng là cũng quý anh. Mày không muốn lớn tiếng đúng không? Mày không muốn lớn tiếng thì cút ra khỏi nhà tao. Anh ơi, ba đã mất lâu rồi. Hôm nay ngày giỗ, em và mẹ cũng muốn đến đây để mà thắp hương để cho ba có dưới sứ vàng. Ba! Lúc nào ba? Ba của mày à? Chỉ là ba của tao thôi. Hai mẹ con mày đến đây là ý định là chỉ lấy của tao thôi đúng không? Hả? Nếu mà muốn lấy của tao ấy thì tao sẽ cho một ít tiền mà từ nay đừng bao giờ quay lại cái nhà này. Tự nhiên bây giờ hai mẹ con mày đến đây, người ta sẽ nhìn nhận vào gia đình nhà tao như thế nào? Em với mẹ em lúc nào cũng coi trọng gia đình của anh. Thực sự lúc mà mẹ em biết được ba đã có người vợ trước, mẹ em đã cảm thấy rất là thất vọng, rất là buồn. Nhưng mà bao nhiêu năm nay mẹ em đã cực khổ nuôi em một mình, không hề nhờ đến ba. Bây giờ tao hỏi thật, nếu như mày thích tiền ấy, thì anh cho mày mấy triệu, xong rồi từ bây giờ hai mẹ con mày đừng qua nhà anh nữa. Hôm nay em đến đây là chỉ muốn về đây thắp hương để cho ba vui. Nhưng mà anh lúc nào cũng sử dụng những cái lời mà cay đắng như vậy, em cảm thấy rất là buồn. Em mong rằng một ngày nào đó anh có thể hiểu cho mẹ con của em. Tao không quan tâm cảm xúc của mày, buồn hay vui đấy là việc của mẹ con mày nhá. Tóm lại hôm nay là ngày giỗ của ba tao, tao không muốn có sự xuất hiện của hai mẹ con mày. Bây giờ thì lượn. Em chỉ xin là một lần cuối thôi, có thể cho mẹ em và em thắp nhang cho ba, xong rồi em sẽ về. Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Tao cũng xin mày luôn nhá, là không được. Tao nói từ không được, mày hiểu tiếng Việt không? Không được và lượn. Con ơi, con có đáng không? Con một năm có một ngày thôi, con cho em thắp nhang đi. Trước con giờ em chưa bao giờ làm phiền với gia đình anh, chưa bao giờ làm phiền ba. Bao nhiêu năm trời nay anh có biết là mẹ em nuôi em rất là cực khổ không? Anh thử nghĩ đi, một người phụ nữ như vậy mà một mình nuôi em không có chỗ dựa. Được rồi, ba tôi không cần những cái thứ này nghe. Hai mẹ con nhà bà đi ra ngoài cho tôi. Con đi đây. Con thôi đuổi mình quá, thôi mình về nhà mà thắp nhang ở nhà cũng được. Ba con cũng mất rồi, mẹ nghĩ ba con sẽ ở khắp nơi chứ không phải cái nhà này không đâu con. Mình để đồ lại cúng ở đây rồi về nhà mẹ mua cái khác. Không để đây, mang đi. Thôi mẹ, tình nghĩa của mẹ đối với ba bao năm nay mình chỉ cần để trong lòng thì ba sẽ hiểu được. Và mẹ cũng đừng có buồn nữa. Vậy con sao? Nói chung là tình cảm của mình đối với ba, ba sẽ biết. Nếu mà anh không chấp nhận mình thì mình cũng đành chịu. Vậy ý con là đi về ở đây con? Mình sẽ về cúng cho ba. Mẹ con mình về, tôi về nha cậu. Em chào anh. Khoảng một phút đầu chị thấy là em bị rối, nhưng mà em đã lấy lại cân bằng ngay lập tức. Và cuối cùng thì có những cái động tác em nắm cả hai tay của mẹ mình. Cái hành động mà nắm cả hai tay của mẹ nó thể hiện rằng là mẹ ơi, con ở đây này và con sẽ bảo vệ mẹ. Hành động đó rất đẹp. Chị cảm nhận được em là một đứa con hiếu thảo, em là một người biết cương nhu rõ ràng, và em không bị sồn sồn lên khi có một đối thủ tấn công em. Phần này chị cảm thấy tương đối là hài lòng. Bắt đầu là khi vô cái tình huống này thì em có vẻ là hơi căng thẳng và hơi lúng túng nên chưa có giải quyết tình huống của mình một cách triệt để. Chỉ cần em phải thể hiện cái bản lĩnh đàn ông của mình rõ ràng và giải quyết cái tình huống này triệt để hơn. Phải để cho người ta biết mình, mặc dù mình là con của vợ sau nhưng mình vẫn có cái giá trị riêng của gia đình của mình. Đối với những người có cá tính hung hãn như ông anh vừa rồi, mình phải dùng cái sự quyết đoán của mình. Và ví dụ cái ông anh ông nói là ba, lúc nào ba, ba của mày à, chỉ là ba của tao thôi. Ok, bố là bố của anh nhưng ba là ba của em. Đối với những người mà sồn sồn lên như thế đó là mình phải kích cho họ thấy cái nhược điểm của họ rồi hồi họ tự lép. Ở đây chị không có khuyến khích em là phải đứng lên chống đối người anh. Chị nghĩ nếu như trường hợp chị là em đang ở cái cương vị đó, chị sẽ nói là đúng, anh có quyền không công nhận em và mẹ của em là người nhà của anh, nhưng mãi mãi em vẫn là đứa em của anh và chúng ta cùng cha, chẳng ai thay đổi được hết. Hôm nay về thắp hương cho ba. Con phụ mẹ đi con. Cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Cái gì đây?
Con trai, chào anh hai đi con. Dạ em chào anh. Xin lỗi, bà nhầm nhá, ai là con trai của bà? Con ơi, có em, áo em qua con. Xin lỗi bà, thứ nhất, tôi không phải là con trai của bà. Thứ hai, thằng này, mày không phải con của ba của tao, hiểu chưa? Tao không anh em gì mày hết. Con ơi, con đừng nói lớn tiếng, em nó buồn, em nó hiền lắm. Hôm nay là giỗ của ba. Cái gì? Ở cái nhà này bố tao chỉ có mình tao thôi, gầm cọ nhà tao chỉ có mình tao thôi, hiểu chưa? Dạ, nhưng mà ba cũng sinh ra em. Sinh ra mày á? Dạ. Đúng rồi đó con. Như nào nhỉ? Là con của cô, đây là em của con cứ nhìn nhận đi con. Thế tôi hỏi bà bây giờ, nhà tôi thì giàu như này, bây giờ thì ai vào đây cũng nhận là con của bố tôi, thì tôi phải chia của cho gần đến người à? Dạ, nhưng mà anh ơi, ba chỉ có một mình anh và em thôi. Anh nói lại này, bố ấy chỉ bố anh thôi nhá, không có bố em đâu, nhớ chưa, nghe rõ chưa? Nhưng mà lúc mà bố em với lại mẹ quen nhau thì anh cũng đã có trên cõi đời này đâu, nên là làm sao anh biết được cái điều mà anh vừa nói? Thế tao không biết thì chắc mình mày biết. Mày biết á? Mày sinh ra trước tao à hay tao sinh trước mày? Dạ anh sinh ra trước em, nhưng mà mẹ em đã kể hết tất cả mọi chuyện. Thế mẹ tao cũng kể là nhà tao chỉ có mình tao thôi, được chưa? Bây giờ này, hai mẹ con nhà mày lựa. Mẹ bình tĩnh, em nói anh nghe nè, dù sao thì ba mình cũng đã mất rồi, anh hãy cho em làm trọn bổn phận của một người con, cũng như là để cho mẹ được về đây thắp nhang cho ba. Bố anh chưa bao giờ nói với cả mẹ và anh là có em cả, cho nên là anh không đồng ý cái việc là em và mẹ em hay ai đây đến thắp hương cho bố anh nhá. Đúng là bố con á chưa từng giới thiệu con gia đình nhà này, nhưng mà bởi vì bố con mất rồi, bây giờ con mình... không thể nào không có bố được, cho nên mẹ mới dắt con về đây để mà cúng giếng cho anh con nhìn, mà bây giờ anh con không chịu vậy, ý con tính sao con chứ mẹ? Mẹ không biết tính sao hết á. Mẹ bình tĩnh lại. Tôi không chịu, mà bố tôi chưa bao giờ công nhận nha, hiểu chưa? Bố tôi chỉ có mình mẹ tôi và tôi thôi. Nhưng mà con ơi, bây giờ lỡ có em rồi, con nhìn nhận em đi con. Nhớ làm sao được, thế bây giờ cả thiên hạ vào đây nhớ hết à? Thật ra là như vậy, em nghĩ là quan trọng là cái tình cảm của mình đối với nhau mà thôi. Ba và mẹ cũng đã từng quen biết với nhau, thì coi như anh cho em và mẹ được xin phép về đây thắp nhang cho ba, như là những người đã từng quen biết nhau, để làm tròn cái bổn phận của một người bạn giữa mẹ và ba. Được, người bạn là ba, đúng không? Nhưng mà mày đừng bao giờ nhận mày là con của ba tao, được chưa? Và thứ hai này, nhà anh rất giàu, đừng có nghĩ về đây để mà nhận ba của anh, để mà hôi của nhà anh, nhớ chưa? Em nói cho anh biết, em thừa sức để đi làm và nuôi mẹ của em, và em không cần bất cứ một cái đồng tiền nào từ gia đình anh cả. Mẹ của em cũng vậy, từ nhỏ tới lớn mẹ của em đã nuôi dạy em, không cần xin một lần trợ cấp nào của gia đình anh. Cho nên anh đừng nghĩ rằng ai tới đây nhận làm mẹ, nhận làm con cũng là để lấy tài sản của gia đình anh. Tao nghĩ thế đấy, còn nếu không anh nghĩ thế đó là quyền của anh. Đúng, nhưng ở đây sự thật không phải là như vậy. Em và mẹ chỉ muốn tới đây thắp nhang cho ba rồi đi. Em cũng không muốn ở đây để đôi co với anh. Nhà này không muốn chứa chấp hai mẹ con nhà bà. Bây giờ tôi xin mời bà và cả thằng này nữa ra khỏi nhà tôi. Đi ra khỏi nhà tôi. Mẹ có nghĩ như vậy, khi mà mình đã yêu thương một người nào đó mà người ta không còn trên cõi đời này nữa, thì cái chính là mình phải ghi nhớ mọi người ở trong tim. Mình chỉ cần nhớ là ba của con và là chồng của mẹ là được rồi. Còn cái chuyện mà tới đây để thắp nhang, con nghĩ nó không cần thiết. Tại mẹ muốn con biết nguồn gốc, biết nhà cửa của ba con nên mẹ mới dắt tới đây. Mẹ không nghĩ cư xử nó con vậy. Con cũng đã nói với mẹ rồi, không phải ai cũng nghĩ đơn giản giống như mẹ con mình. Người ta nghĩ là mình tới đây để mình lấy tài sản của người ta. Bây giờ mình có nói như thế nào thì người ta cũng không có tin đâu mẹ. Dạ, con trai mẹ tính sao? Nếu mà anh đã nói như vậy rồi thì con nghĩ là mình nên đi về. Mình sẽ thắp nhang cho ba ở ngoài bộ phận của ba. Mẹ chỉ thương con á, là con chưa bao giờ không sao mẹ. Con chưa được gặp ba. Con không sao. Nếu như mà người ta đã từ chối mình thì mình không việc gì mà mình phải cố gắng để mà mình níu kéo cái tình cảm của người ta. Mẹ... tình cảm không phải là thứ mà mình muốn là được. Nó phải xuất phát từ trái tim. Mẹ già rồi, sau này mẹ chết con không có anh em mà con qua lại với ai? Dạ, ở ngoài xã hội có rất là nhiều người tốt với con. Không cần nhất thiết phải là anh em ruột thịt trong gia đình. Còn với những người mà đã coi mình không là gì ở trong mắt của họ thì con nghĩ là tình cảm đó con không cần. Dạ. Bây giờ mình về đi mẹ. Rơm rớm nước mắt này chứ. Bạn giải quyết bằng cái tình cảm thật của mình đúng không? Dạ. Mọi người rất là xúc động với cái phần thể hiện vừa rồi của bạn. Xin mời giám khảo ạ. Dù rằng đây là người mà em từng mập chọn, nhưng mà chị Phiên Vân phấn khích quá. Chị rất thích những câu của em. Em có một cái câu mà chị nghĩ rằng các bạn trẻ bây giờ cần phải khắc
cốt ghi tâm câu này. Khi mà mình đã yêu thương một người nào đó mà người ta không còn trên cõi đời này nữa, thì cái chính là mình phải ghi nhớ mọi người ở trong tim. Một câu nữa em nói rằng là, nếu mà anh đã nói như vậy rồi thì con nghĩ là mình nên đi về. Mình sẽ thắp nhang cho ba ở ngoài bộ phận của mẹ. Ba câu này chị ủng hộ. Có những cái câu cũng rất là hay, ví dụ như là tình cảm không phải là thứ mà mình muốn là được, nó phải xuất phát từ trái tim. Ở ngoài xã hội có rất là nhiều người tốt với con, không cần nhất thiết phải là anh em ruột thịt trong gia đình. Với những người mà đã coi mình không là gì ở trong mắt của họ thì con nghĩ là tình cảm đó con không cần. Chị đánh giá cực cao câu này. Em có những hành động rất là thật từ body language của em, là em ôm mẹ em vào, là một cái sự bảo vệ, không muốn mẹ của mình bị tổn thương. Những cái hành động đó nó vô thức thôi, nhưng đó chứng tỏ là em là một con người biết quan tâm và biết chăm sóc người khác. Cái cách ứng xử của bạn là Tuyền không phải chê vô đâu hết. Nhưng mà theo Tuyền nghĩ, nếu như cái câu hồi nãy bạn Nguyễn Lớp nói là dạ, ở cái nhà này bố tao chỉ có mình tao thôi, thì mình nhấn mạnh đúng. Nhưng mà anh có nghĩ là nếu như mình là một người con một, không có anh em, bây giờ cha mất mà nãy giờ cũng không thấy người mẹ, cái đó là một trường hợp giả định, ví dụ như mẹ cũng mất luôn, thì cái người anh này đang trong tình trạng bơ vơ, mình sẽ lấy, mình sẽ nói là ừ thì dù sao thì có một người em để sau này ví dụ như cha mẹ không còn nữa mà mình có cái vấp ngã một cái gì đó, hoặc là cũng không thấy là giao đãi về gia đình vợ con hay như thế nào, thì mình đánh vào cái tâm lý và nói là nếu như chẳng may anh bị một cái tai nạn nào đó hay là bị một cái bệnh gì đó mà cần cái người thân bên cạnh, chỉ có em thôi. Mình lấy cái tình cảm ra mình thuyết phục người ta thôi. Em là một người sống rất là tình cảm, có lòng tự trọng, biết yêu thương và không cần hơn thua bất cứ ai, và biết nhìn nhận được đâu là giá trị cốt lõi của tình cảm trong cuộc sống của mình. Chị chúc mừng em. Như vậy là một cơn mưa lời khen đã trút lên người của Nhật Trường. Chúc mừng bạn. Dạ em cảm ơn. Nhà có ba con nè, lần đầu tiên con tới đúng không? Con sắp xếp cúng cho ba không? Cái gì đây? À, cái gì đây? Hả? Con. Con cái gì? Ai là con của ba? Chào anh hai đi con. Chào anh ạ. Anh hai, ai là anh hai của mày? Con nói chuyện với làm anh gì con. Đây? Làm cái gì đây? Xin lỗi, đây là nhà của tôi. Bà và thằng này đang làm gì đấy ạ? Con ơi, bữa nay cô dắt con trai qua ra mắt anh hai đó, em con đó con. Chào. Tôi nói với bà biết này, tôi không phải con của bà, tôi có mẹ của tôi, tôi con một mà, tôi làm gì của em? Dạ. Con. Để con mà. Dạ em chào anh ạ. Anh chào em. Em nghĩ là mình nói chuyện với người lớn, mình đừng có chỉ vô mặt người ta, cái đó là điều không nên nha. Con. Đừng vội. Tôi chỉ vì sao? Vì vào nhà tôi rất nhiều lần rồi và tôi không mong muốn điều này. Hai mẹ con đi về. Anh à, dù sao ba cũng là ba của chúng mình mà. Cái gì? Ba nào của chúng mình? Mày bị ngộ à? Tao hiểu rồi. Mày nhìn thấy nhà to đúng không? Mày nghĩ đây là hôi của đúng không? Không có từ chúng mình ở đây nhá. Em nói anh nghe nè. Anh nhìn lại anh đi, rồi anh nhìn lại em. Đứa nào sang hơn mà nói em hôi của? Em. Con đừng có nói với anh vậy con. Chẳng qua là hôm nay là ngày giỗ của ba. Từ trước tới giờ em chưa về nhà này để em giỗ với ba lần nào hết. Thì hôm nay sẵn dịp thì má muốn em về đây cho sẵn em biết nhà của ba luôn. Ok, tao nhắc lại thêm một lần nữa, tao cấm mày nói cái từ ba. Thứ hai này, mày sang tao mày nhìn xem tao này, nhà không có gì mà điều kiện. Mày nhìn xem ai sang hơn. Mày bỏ đây, mày biết cái đồng hồ mà tao mua tiền không? Hả? Sang hay không thì nó không thành vấn đề nữa. Đấy, sang hay không là muốn vào đây hôi của chứ ba con gì mày. Anh à, cái loại còn rơi còn vãi. Em muốn về đây để em thắp nén nhang cho ba, tại vì em tôn trọng ba, em tôn trọng mẹ của em. Mày gặp ba bao giờ chưa mày bảo mày tôn trọng ba? Thì em chưa gặp nên hôm nay em phải về đây. Tao nói thì biết nhá, bố của tao chưa bao giờ giới thiệu bà này là vợ của ông ấy và chưa bao giờ giới thiệu mày là con của ông ấy nhá. Bây giờ em không có vô đây để em hôi của hay làm gì hết, em chỉ muốn là anh cho phép em với má có thể là thắp cho ba nén nhang rồi xong rồi em với má đi liền. Em không có ở lại căn nhà của anh đâu mà, anh đừng có lo. Tao hỏi thật hai mẹ con mày nhá, có cái lòng tự trọng hay không? Khi người ta không muốn vào nhà thì hãy lượn đi, đây là nhà của tao. Không, nhà của anh hai. Anh hai nói như vậy, mẹ dắt tới đây, mẹ thấy như mẹ có lỗi với con hay sao á? Dạ không sao đâu má. Con tính làm sao con? Hay là mình thắp nén nhang rồi mình về nha con ha? Con thắp nhang rồi về con ạ. Má ngồi xuống đây đi má. Đừng! Ai cho thắp mà thắp! Má ngồi xuống đây đi má. Anh à, dù gì á, ba cũng ở với má của em rồi, cũng sinh ra em. Anh trách là anh trách ba á. Trách gì ba tao? Thằng này nó sai lầm một cách rất nguy hiểm. Thế tao hỏi mày nhá, tao biết được bố tao chứ. Tao giống bố tao rồi, đi ra ngoài cũng rất má, nhiều đứa thích. Con nói với má rồi, má quen ông ta chi? Rồi lúc má có bầu đó, ông ta có chăm sóc cho má không? Mà hôm nay má đòi về đây. Con ơi, có con rồi,
thì má mới biết là ba con dối gia đình. Nó vừa nói là tại sao bà lại quen bố tôi đúng không? Chứng tỏ là không muốn mày đẻ ra thì mày không lên tồn tại ở trong xã hội này nữa. Mày không lên tồn tại ở trong xã hội này nữa. Đấy, tôi là thằng mồ côi nè. Sao? Sao à? Hả? Hả? Nhưng mà tôi biết hôm nay nè, dù gì đó cũng là ba của tôi. Nhưng mày vừa phủ nhận là cái việc mày không lên có trong xã hội này, không lên sinh ra. Em lỡ lời con à? Lỡ lời trong tư tưởng của nó đã thế rồi. Không đáng sinh ra là ông đó. Sao mà? Xin lỗi đi, bố tao cưới mẹ tao đàng hoàng, chứ không phải như mẹ của mày. Đàng hoàng thì tại sao làm mẹ tôi có bầu rồi bỏ đi? Bỏ đi à? Thế bây giờ mày hỏi mẹ ông mày á? Con ơi, có chuyện gì anh đàng hoàng không? Này này, ôi dồi ôi, vào nhà tôi làm cái gì đấy? Mẹ, mẹ ơi, nó vừa định đánh con. Bình tĩnh. Hai cái thằng này, cậu kia, tôi biết cậu là con trai, nhưng mà vào nhà của người ta là phải nói chuyện đàng hoàng chứ. Chị. Dạ. Em chào chị. Tôi chào chị. Xin phép chào cô ạ. Cô à, ví dụ như là tôi lớn hơn mẹ cậu thì cậu bảo thế nào? Tôi là dòng trước cơ mà. Mẹ ơi, dòng trước gì? Bố con chỉ có mình mẹ thôi. Và bà này không liên quan gì đến bố của tôi. Mày không phải con của bố tao. Em đẻ chị. Em đẻ ra nó. Cái việc của cô đẻ mà đẻ với ai cơ chứ? Chồng chị. Đấy, mở mồm ra nói là chồng tôi. Thế là giật chồng à? Mẹ cậu giật chồng tôi đấy. Nếu như cô có khả năng thì chồng cô đã không này, mẹ của cô. Này, mẹ nói chuyện với người lớn. Thôi thôi, ở đây mẹ lớn. Mẹ nói chuyện. Vâng, dạ mẹ. Nói chuyện với người lớn, không có hỗn nhá. Còn hỗn thì mời về. Dạ, xin lỗi cô. Nãy giờ con vô đây, con nói chuyện rất là lịch sự. Con với má của con á, con chỉ muốn là thắp một nén nhang cho ba của con thôi. Thôi mình đi về. Lấy lý do gì mà vào đây thắp nhang? Thì thắp nhang cho ba của con. Này, ta nhắc rồi khổ quá, tao xin mày. Bố tao chỉ có mình tao thôi. Mày cứ ba thảo đây. Làm sao con biết là cái người đàn ông ngồi trên bàn kia là ba của con? Tôi tóm lại mẹ ơi, mẹ đuổi hai mẹ con nó về đi. Con để con chuẩn bị con lễ bố. Lý do gì chứ? Lúc ba quen với má, bà nói sao? Thôi đi về con. Người chết thì làm nói sao? Bà nói là ba quen cái bà này vì tiền thôi hả? Là đâu có tình cảm gì đâu. Người ta bắt bà lấy đúng không mà? Này, con này trứng thì không khôn hơn vịt nhá. Cái lúc đấy con còn nằm ở dưới móng chân của mẹ con đấy. Thì làm sao con biết? Hả? Hay là mẹ con tuyên truyền cho con những cái tư tưởng như thế? Được rồi, tóm lại mẹ là thấy nhà mình giàu cho nên là vào hỏi thăm thôi. Thế à? Nếu mà thế thì cả thiên hạ vào nhà mình hết à? Đường gạt thôi, đi về con. Trong cái tình huống này á, em lèo lái cái câu chuyện sang một cái tình huống khác. Trong khi đó là em chưa giải quyết cái tình huống của em hiện tại triệt để. Năm ra là nó sẽ lan man rất là nhiều. Nên là chị không đánh giá cao phần thi của em. Theo cái cách mà em thể hiện cái tình huống nãy giờ thì chị thấy là em đang làm chủ được cái không khí. Nhưng trong cái cách xử lý tình huống đó, chị thấy được con người thật ngoài đời của em rất nóng tính. Nhưng mà có những cái, ví dụ như là em bảo vệ mẹ, là cái chị thấy là em là một người con rất có hiếu. Em sẵn sàng em đứng lên em làm tất cả để em bảo vệ cái quyền lợi cho mẹ em, cũng như là bảo vệ cái danh dự cho mẹ em. Trong cái tình huống lúc nãy em rất là khéo léo là em nói anh nghe nè, anh nhìn lại anh đi, rồi anh nhìn lại em, đứa nào sang hơn mà nói em hôi cổ. Chỉ tiếc con cái là em đưa ra vấn đề em không có giải quyết triệt để nó, mà em đưa quá nhiều thông tin để năm nay em bị rối trong cái đống thông tin đó của mình. Ví dụ như khi mà cái bạn diễn của mình nói mày sang người ta, mày nhìn xem tao này, nhà không có gì ngoài điều kiện, mày nhìn xem ai sang hơn. Nhưng mà anh có biết bây giờ phong trào Ricket không đó, thì em sẽ nói cái áo em bao nhiêu ngàn đô em chặt lại liền, tại vì cái đó là cái khả năng của em có thể làm được. Và đây là một cái tình huống giả định thôi, mình có quyền mình phân ra chút xíu. Khi mà em vào và em khẳng định dù sao ba cũng là ba của chúng mình mà. Chị chịu câu đó, em khẳng định. Em muốn về đây để em thắp nén nhang cho ba. Tại vì em tôn trọng ba, em tôn trọng mẹ của em. Em có một cái sự khẳng định rất cao, có nghĩa là cái tôi của em rất cao. Nhưng có một phần, khi gặp một cái đối thủ hùng mạnh hơn mình, hung dữ hơn mình, thì em có sự xuống nước. Và em quay qua, em lại trách ba của em. Tao làm mẹ tôi có bầu rồi bỏ đi. Dù rằng ông ấy không công nhận em theo một khía cạnh nào đó, nhưng về huyết thống ông ấy vẫn là ba của em. Và rồi cuối cùng anh lại quay qua anh trách mẹ của mình. Con nói với má rồi, tự nhiên cái má quen ông ta làm chi? Rồi lúc má có bầu đó, ông ta có chăm sóc cho má không? Mà hôm nay má đòi về đây. Hãy nhớ một điều, thay vì đổ lỗi và trách móc
thì hãy vĩ hòa vi quý, hãy hạ bớt cái tôi của mình xuống và hãy quan tâm tới những người xung quanh của mình nhiều hơn. Cảm ơn chị. Giám khảo Phương Thanh Vân. Thưa quý vị, như vậy là những chàng trai của chúng ta ngày hôm nay đã rơi vào một tình huống vô cùng khó xử. Họ đã có những cái điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Và 400 vị giám khảo còn lại trong trường quay sẽ đánh giá như thế nào về họ? Xin mời. Lại có một cách ứng xử rất là khác biệt. Bây giờ chúng ta phải chia tay với một chàng trai. Không biết là những vị giám khảo trong trường quay này chọn ai ở lại? Là Duy Khoa hiền lành, là Nhật Trường bản lĩnh, hay là Phú Toàn đầy cảm xúc? Và kết quả xin được chia tay với Duy Khoa. Hai thí sinh Nhật Trường và Phú Toàn bước tiếp vào vòng 3 với tên gọi thử thách quý ông hoàn hảo. Ở vòng thi này, hai thí sinh còn lại của chúng ta sẽ lần lượt hoàn thành mệnh đề còn lại của những vị giám khảo. Và xin mời giám khảo Lâm Hải Vi sẽ đặt câu hỏi đầu tiên cho thí sinh Nhật Trường. Mỗi lần anh nhớ đến em, một ngôi sao rơi xuống. Thì chắc có lẽ là bây giờ bầu trời không còn ngôi sao nào cả. Anh không phải là người chuyên nhận. Nhưng anh có thể dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời cho em. Xinh đẹp chỉ khiến cho người đàn ông dừng chân. Nhưng tấm chân tình sẽ khiến anh ở bên em mãi mãi. Wow. Em thấy được hình ảnh của cha em trong anh. Và anh cũng muốn con chúng ta thấy được điều đó từ anh. Wow. Nếu yêu nhau mà sinh ra điện thì có lẽ anh đã thắp sáng cả hành tinh này. Wow. Ngôn tình quá. Tình yêu thay đổi khi anh không còn trên đời này nữa. Toàn là ngôn tình. Quá trời ngôn tình. Yêu em không bao giờ hối hận. Anh chỉ hối hận khi không được yêu em. Chìm đắm trong những thứ đẹp đẽ. Để rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là những điều giản đơn. Wow. Có những lỗi lầm không phải vì vô tâm. Chắc có lẽ vì quá vô tâm nên đã làm cho em buồn. Nụ cười có thể giả vờ được. Nhưng những giọt nước mắt thì không thể nào che giấu được. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho cả hai thí sinh. Chúc mừng các em. Và bây giờ, quyền lực tối cao cuối cùng sẽ thuộc về 400 cô gái tại trường quay. Bắt đầu. Thưa quý vị, ai sẽ được 400 cô gái và 3 vị giám khảo lựa chọn? Là một Phú Toàn cao to đẹp trai đầy cảm xúc, hay là một Nhật Trường sâu sắc, lãng mạn và biết kiềm chế? Và đây là kết quả. Phú Toàn với rất nhiều nỗ lực, bạn đã có phần thể hiện tương đối tốt ở mỗi phần thi. Còn Nhật Trường, bạn luôn linh hoạt trong tất cả mọi xử lý của mình. Kết quả cuối cùng, 3, 2, 1. Phú Toàn. Và xin được chúc mừng quý ông hoàn hảo Nhật Trường. Một lần nữa xin chúc mừng Nhật Trường. Và chàng trai này sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 130 triệu đồng. Và xin được mời giám khảo Tuyền Mập sẽ thay mặt siêu thị Nhật Bản Shabana.vn nhãn hàng Fukuden Okinawa phòng và hỗ trợ điều trị ung thư lên trao voucher trị giá 10 triệu đồng gồm bộ quà tặng viên uống Auta tăng cường sức khỏe trẻ người đẹp da dành cho Nhật Trường. Mời giám khảo Phi Thanh Vân thay mặt cho nhà tài trợ siêu thị Nhật Bản Shabana.vn nhãn hàng Gold Collagen Post London lên trao voucher trị giá 10 triệu đồng gồm bộ quà tặng Gold Collagen Forty dành cho Nhật Trường.
Và tiếp theo, xin trân trọng kính mời giám khảo Lâm Hải Vi sẽ thay mặt cho nhà tài trợ siêu thị Nhật Bản Sabana.vn nhãn hàng 82X lên trao voucher trị giá 10 triệu đồng gồm bộ quà tặng nước uống collagen 82X Sakura bổ sung dưỡng chất khỏe người đẹp da cho Nhật Trường. Mời giám khảo Phi Thanh Vân thay mặt nhà tài trợ thẩm mỹ viện Phương Trường Thiên Đường sắc đẹp trao phần quà voucher trị giá 100 triệu đồng dùng cho liệu trình 360 độ plus dành cho Nhật Trường. Và mời giám khảo Lâm Hải Vi trao kỷ niệm chương cho quý ông hoàn hảo Nhật Trường. Thưa quý vị, như vậy là Nhật Trường đã trở thành quý ông hoàn hảo của chương trình ngày hôm nay. Và đến đây thì chương trình quý ông hoàn hảo do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Sunrise Media thực hiện với sự đồng tài trợ của nhãn hàng thuốc bổ gan Organic nhuận gan tăng cường giải độc của Chafaco và nhãn hàng bộ đôi người mụn được nhập khẩu trực tiếp từ Ý Vanessa Agni muốn rời xa da lánh mình của Sun Pharma. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong